Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Chị Gitina Hồng sinh tại Colombia, Maryland. Sinh vào ngày 6 tháng 12 năm 1985, mất ngày 24 tháng 4 năm 2023, hưởng thọ 38 tuổi, tuổi Ất Sửu, được sanh ra ở tại nước Mỹ và mất tại đất nước Thái Lan. Vào lúc 4 giờ 10 phút chiều, một nỗi khổ niềm đau để lại một nỗi niềm tiếc thương cho người mẹ ruột, đó chính là cô Ru Hồng, và để lại một nỗi niềm tiếc thương cho cha nuôi mẹ nuôi, đó chính là cô Vicky và chú Hưng. Nay xin Đức Phật từ bi cứu vớt cho hương linh vong hồn của chị Ritina Hồng được siêu sinh tịnh độ về với Đức Phật A Di Đà. Dẫu biết rằng cuộc đời là vô thường giả tạm, trong kiếp sống vô thường sinh ly tử biệt sầu nhân thế, nhưng bây giờ để lại một nỗi niềm rất là đau thương cho người mẹ ruột của chị Ritina Hồng là cô Ru Hồng, rất là đau khổ khi mất mát đi đứa con gái của mình. Bây giờ rất là xót xa và chạnh lòng. Nỗi khổ và niềm đau xin Đức Phật từ bi cứu vớt cho linh hồn của chị Gitina Hồng, sanh ra tại Maryland, sanh vào ngày 6 tháng 12 năm 1985, mất ngày 24 tháng 4 năm 2023, hưởng thọ 38 tuổi, tuổi Ất Sửu, mất trên đất nước Thái Lan. Nay hương hồn của chị Gitina Hồng ở nơi đâu cũng xin Đức Phật từ bi cứu vớt cho linh hồn của chị Gitina Hồng được siêu sinh tịnh độ, được về với Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Chị Gitina Hồng pháp danh là Liễu Thoát. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Một nỗi khổ và niềm đau của cô Ru Hồng và ở bên Mỹ Quốc chia sẻ một nỗi niềm tiếc thương của người cha nuôi là cô Vicky và chú Hưng. Nay cúng dường Hồng Ân Tam Bảo, xin cầu nguyện cho chị Ritina Hồng được siêu sinh tịnh độ về với Đức Phật A Di Đà. Cô Ru Hồng, cô Vicky và chú Hưng bên Mỹ Quốc xin thành tâm hồi hướng tất cả công đức lành cho chị Ritina Hồng được siêu sinh tịnh độ về với Đức Phật A Di Đà miền cảnh lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật cứu vớt cho linh hồn của chị Ritina Hồng được siêu sinh tịnh độ.